Tôi đi rồi cái nó cũng trần phòng nó nát hết luôn đó. Nó đóng cổng cả này. Bằng ngày bữa nó đóng cổng. Thì cứu nhau đấy làm gì? Cái tại mẹ làm gì? Mở rồi mà giờ cũ rồi cũ. Đấy thì mới đấy mà mình này. Chẳng hạn này là không biết cha bằng là cha bằng cho hay là cha nam cho? Cha ừ. Cái chẳng hạn. Ấn Độ cho. Còn kiếm này đừng nó xuống mà con kiếm này giờ ông ra bên khác không dám lên nhưng mà tụ lại mà. Dạ. Cái đinh. Xíu gì đi. Đi gì làm? Tôi cái đầu cầu xi măng ở bên này đấy. Ở bên Kiến Thái Thờ Chính. Đây chơi Thờ Chính. Bà bên Thờ Chính à? Dạ. Bà ở chỗ vùng Thủy Cơ không? Đấy. Thủy Cơ là chỗ ra gần Kim Đài rồi. Còn xa. 5 cây nữa cơ thầy ơi. Vậy. Kim Đài 5 cây nữa cơ. Vậy là bà ở bên chỗ khu Thủy Cơ rồi. Dạ. Vậy thầy thì ở Kim Đài à? Dạ con ở như chợ Nam Dân á. Chợ Nam Dân thì bên ngang đấy thôi. Vâng, bơi qua tới à. Vâng. Con ở bên phía này chợ Nam Dân. Hồi đó tôi cắm lấy chim ở bên con tròn đó. Trên chút đi. Vâng, đúng rồi. Chân bay còn ở bên trên chút. Cái hồi xưa con còn nhỏ là đi học qua khu bên đó đó. Hồi đó tôi dặn đầu ở dưới cầu, giờ dưới đầu cầu á. Có sân bay. Bay ở chỗ chợ Nông Dân đấy mà ngay chợ Nông Dân đấy bên dưới chợ Nông Dân. Thế bỏ vào cái là cái trên đầu bay mình chẳng biết mẹ đâu. Cái hòn Lạ Sơn rồi mới đến phát triển mà. Thằng thầy. Và hòn Lạ Sơn rồi mới đến phát triển. Còn dưới nhá. Lạ Sơn đó. Ở nhà bên nó phải đang cái nam này cho nhôm, cái nam này nhôm. Dạ thế mới đến phát triển rồi mới đến Lạ Sơn. Cái này mà xa quá. Nó tài rồi mới đến Lạ Sơn. Qua này tài rồi đến Lạ Sơn. Tao bảo trận pháp hiểm đây, cái ngày các ngày vào này đất đài nên đất nát rồi này. Nhiều luôn là nó đồng. Bên này là cái nhà thờ, bên này là nhà chùa. Không, cái phòng này. Thầy ơi. Nhà thờ bằng đá đấy nhỉ? Phương đình là cái đấy. Em biết rồi, nhà thờ em biết rồi.